Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thị xã Mỹ Hào thực hiện giải phóng mặt bằng 40 dự án với diện tích khoảng 450 ha. Đã thực hiện việc giao đất cho thuê đất được 18 dự án với diện tích khoảng 321 ha, trong đó có hai dự án lớn là khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và khu công nghiệp Minh Quang. Bên cạnh phần lớn các hộ dân đồng thuận bàn giao đất cho dự án thì vẫn còn số ít hộ còn cấn cá, chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường, dẫn đến địa phương chưa bàn giao toàn bộ diện tích đất sạch cho dự án. Do vậy, thị xã Mỹ Hào đang quyết liệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền và không loại trừ phương án hỗ trợ bắt buộc kiểm đếm thu hồi đất trong thời gian tới. Tất cả những chính sách thì anh em cháu đã giải thích với các cô rồi. Đây là giai đoạn cuối cùng thì muốn vận động các cô một lần nữa để các cô chấp thuận với chính sách chủ trương của nhà nước. Trong cái thời gian mà các cô không nhận tiền vừa rồi là nó rơi vào mấy tháng liền, thì cái tiền đấy mà các cô gửi tiết kiệm thì nó cũng đã phát sinh rất là nhiều lãi rồi. Kèm theo nữa là nếu mà các cô không chấp thuận thì cái mức thưởng tiến độ của cô sẽ bị cắt đi. Kèm theo nữa là gia đình sẽ phải thực hiện cưỡng chế để giao đất cho chủ đầu tư. Đây là một trong nhiều buổi làm việc giữa cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hưng Yên cùng cán bộ các phòng chuyên môn của thị xã Mỹ Hào và lãnh đạo xã Xuân Tủ với 4 hộ dân còn cấn cá chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3. Mặc dù đã được tuyên truyền phổ biến đầy đủ và nhiều lần về các chế độ chính sách, nhưng 4 hộ dân này vẫn cho rằng tương tá chưa thỏa đáng và có những đòi hỏi cao hơn chính sách mà tỉnh đã phê duyệt, nên buổi đối thoại kết thúc mà chưa có kết quả. Được biết, xã Xuân Tục có 30 hectare đất liên quan đến 550 hộ dân thuộc thôn Xuân Đào cần giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3. Địa phương đã rất tích cực tuyên truyền vận động nhân dân. Kết quả đã có 546 hộ dân nhận tiền và bàn giao đất cho dự án. Thời điểm này, Ủy ban xã, thế rồi thì Phòng Tài nguyên Môi trường và Viện Quỹ đất đang tích cực tuyên truyền và có sự thống nhất là trong thời gian tới sẽ đền bù theo các cái quy định, các cái văn bản của nhà nước. Cùng tình trạng như ở xã Xuân Tụng, phường Phùng Trí Kiên có hơn 103 hectare đất cần thu hồi để bàn giao cho dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay đã có 753 hộ nhận tiền và bàn giao đất, còn lại 5 hộ chưa đồng thuận, chưa nhận tiền nên địa phương chưa thể bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư với lý do phải bồi thường theo biểu số 9 là đơn giá áp dụng với đất phi nông nghiệp, đất dịch vụ. Trong khi thực tế đất của họ phải áp dụng biểu số 1 là đất trồng cây. Ủy ban phường đã nhiều lần tuyên truyền nhưng mà người dân vẫn chưa hiểu. Thì tới này Ủy ban phường cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục triển khai và vận động tuyên truyền để người dân nắm rõ được, đồng thuận và nhận tiền để đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo số liệu tổng hợp của thị xã Mỹ Hào, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 thuộc địa bàn thị xã quản lý có tổng diện tích 180,5 ha. Đến thời điểm này, thị xã đã bàn giao được 169,7 ha. Đáng chú ý là xã Hưng Long đã bàn giao 10 ha, đạt 100% diện tích cần giải phóng mặt bằng. Dự án chỉ còn 10 hộ dân với diện tích 10,8 ha thuộc các phường xã Phùng Trí Kiên, Dị Sử và Xuân Tụng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Với khu công nghiệp Minh Quang có tổng diện tích 150 ha liên quan đến 3 xã phường, trong đó phường Bạch Sam và xã Tương Quang đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ còn phường Minh Đức to vướng 9 hộ với diện tích khoảng 0,7 ha thuộc tổ dân cư Tài Phi và Vân An chưa nhận tiền và bàn giao đất, gây ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của địa phương. Đối với 9 hộ chưa đồng thuận để nhận tiền trong cái quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng, phải nói rằng đây là một trong những cái việc gây rất là cản trở cho cái quá trình bàn giao đất cho các doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Địa phương thì cũng đã đề nghị với các cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện cái việc thu hồi theo cái quy định của nhà nước. Tần suất những cuộc họp của Ủy ban nhân dân thị xã với các phòng chuyên môn và lãnh đạo các xã phường để chỉ đạo tháo nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án như thế này ngày một dày và độ nóng vì thế cũng tăng theo. Với cái chủ đề công tác năm là kiên quyết trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung cao trong cái việc mà tuyên truyền, vận động, thuyết phục các cái hộ dân nói chung và các cái hộ có đất bị thu hồi đồng thuận trong cái công tác giải phóng mặt bằng, còn một số hộ chưa đồng thuận và chấp hành
theo đúng quy định của nhà nước, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân thị xã thực hiện cái việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Với quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư dự án, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích và sự công bằng cho các hộ dân có đất thu hồi, sẽ tạo tiền đề thuận lợi để năm 2023, thị xã Mỹ Hào tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 60 dự án với diện tích khoảng 400 hectare được thuận lợi, góp phần sớm đưa thị xã Mỹ Hào cán đích đạt tiêu chí đô thị loại 3 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Chuyên mục tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.